Xí Lê Gia mến chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số cây sứ Thái ghép. Con xin chia sẻ thêm là bên con có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiểng nhà mình. Con bán một combo là 8 món 200 ngàn. Trong đó mình có hũ keo liền sẹo, hũ kích ra rễ, hũ nảy chòi ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn. Và một gói thuốc là trị nấm, tháng thư lá, đen nụ. Và một gói xịt sâu nhện. Cái gói sâu nhện đó mình pha được 16 lít nước nha. Và một gói phân hữu cơ. Cái gói phân hữu cơ đó là mình bón được cho ba cái chậu sứ như trước màn hình mình nhìn ha. Cách sử dụng của phân là mình để phân khô rắc trực tiếp lên mặt tro, rồi mình tưới nước từ từ phân nó tan, cây sẽ ăn chất dinh dưỡng. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ ạ. Mình có cây số 1 ghép giống Zanda. Cây này ghép 8 bo, giá 130. Zanda là hoa 5 cánh. Số 2 ghép giống Thiên Kim. Cây mình ghép 6 bo, cũ tầm bàn tay ạ. Giá 130. Số 3 ghép hai giống Rồng Vàng và Xuân Phúc. Xuân Phúc màu đỏ, Rồng Vàng màu vàng. Cây mình ghép 6 bo, 130. Số 4 là Kim Anh. Hoa 3 lớp, màu cam, có gân. Cây ghép 7 bo, 130. Số 5, Poseidon. Giống này hoa nó xây hoa rất là to. Cái này là nó mới có bung ra một lớp này, hoa dạng cánh kép nha. Ghép hai giống Poseidon và Hiệp Thành. Cây của mình được ghép là 2, 4, 7 bo, giá 130. Số 6, Quyết Thắng, hoa màu đỏ. Cô chú và anh chị nào mình yêu thích đỏ đậm thì mình chọn giống này ha. Quyết Thắng. Cây của mình được ghép 5 bo, cũ tầm bàn tay, giá là 140 ngàn. Số 7 là Phú Lộc, hoa 3 lớp đỏ đậm luôn, cũ to tầm bàn tay mình xòe ra. Ghép 3 bo, giá 120. Số 8, Duyên Dáng Tím. Ghép 6 bo, cũ tầm bàn tay, 150. Số 9, Kiều Diễm. 3 lớp màu hồng cánh có viền. Cây ghép 5 bo, 140. Số 10, Rồng Đen Hồng Ngọc. Hồng ngọc màu hồng ha. Rồng đen, 3 lớp màu đỏ, cánh viền. Cây ghép 6 bo, 140. Cũ tầm bằng tay mình. 11, ghép 2 giống Long Thành, Quýt Lúc. Long Thành màu đỏ, Quýt Lúc màu hồng. Hoa 3 lớp. Cây mình ghép 7 bo, 130. 12, Vĩnh Lộc Nam, hoa màu đỏ sọc. Ghép 9 bo, 140. Vĩnh Lộc Nam, cây này tàn xòe ra tròn đều. Cây mình đang cho hoa ha. 13, Hot Girl, 2 lớp màu đỏ. Cây ghép 7 bo, 130. 14, ghép giống Ti Ti. Ghép 7 bo, cũ nhìn hơi quái, 150. 15, Thảo Liên, ghép 9 bo, 140, cũ tầm bàn tay. Thảo Liên là 5 cánh màu tím sọc. 16, Đại Mỹ Nhân, hoa 5 cánh màu trắng cánh viền. Ghép 5 bo, cũ to tầm bàn tay mình. Giá là 140. 17, Vĩnh Lộc 16, hoa màu trắng. Ghép 7 bo, 140. 18, Tân Quý, 5 cánh màu trắng, họng trắng, cánh viền đỏ, màu đỏ nè ha. Cây của mình ghép 5 bo. Đây, mình xem cái củ nữa nha. Củ này nhìn hơi lạ mắt xíu, giá 140. 19, Vân Huế 5,
hoa vàng cánh kép màu hồng sọc đỏ. Cây mình ghép 3 bo 120 ngàn, Vân Huế Nam 20, Long Thành 3 lớp màu đỏ, ghép 6 bo 130, củ nó tầm bằng tay mình xòe ra. 21, Ngọc Băng màu trắng, ghép 4 bo, củ to tầm bằng tay xòe ra 140. 22, Red Tea màu vàng vàng cánh kép, ghép 4 bo 130. 23 là Kiều Diễm, ghép 3 bo 130. 24, Thảo Thuận 7, 5 cánh màu tím sọc, ghép 5 bo 130. 25, Thảo Thuận 6, ghép là 5 bo 130. 26, Sĩ Thư 2, hoa màu trắng dạng cánh kép, hoa này thì có hương thơm nhẹ, ghép 3 bo củ gọn 130. Giống này nó rất là xiên hoa và cho hoa chùm nữa. 27, Nhất Thắng 3 bo, củ này nhìn hơi quái, hình giống như người ngọc hanh tai nè ha, 130. 28, Vân Huế 7, hoa hai lớp màu hồng, cây mình ghép 5 bo 130. 28 rồi tới 29. 29 là Kim Anh, ghép 5 bo 130. Con xin lỗi, Kim Anh ghép 6 bo, nó bị khuất cái bo này không thấy. 6 bo nha, 130, củ gọn. 30, Ruby, 5 cánh màu đỏ. Ruby này là vô chậu C10. Cái tàn của nó con chưa có gian ra nè, mà nó rộng ấy, là khoảng là gần 3 gang tay mình á. Tàn nó gian ra xòe tròn đều, được ghép 8 bo. Cái củ thì cái vòng củ nó thì khoảng, con đo thử gần 3 gang tay của con ạ. Giá 200 ngàn. Ruby. Mình nhìn mình so sánh cái chậu C10, C9, hai cây nó đứng kế bên, nó trên vên với nhau rất là nhiều ha. Nên hai cái giá tiền nó cũng khoảng cách khác. 31, Camellia, hoa dạng cánh kép màu hồng. Cây mình ghép là 246 bo, 6 bo 130. Rồi, hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống sứ thay ghép nè. Và khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái ký xuất cho tụi con ha. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Lê Gia thì xin hãy bấm đăng ký để mỗi tối mà khi con đăng clip lên bán á thì nó sẽ báo cho cô chú và anh chị mình tiện theo dõi á. Rồi, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.